Xin chào các bạn, hôm nay mình xin gửi tới các bạn một căn nhà vừa mới hoàn thiện trên mảnh đất vuông vắn diện tích 60m², đường trước đất là 4m, hai ô tô tránh nhau, nằm tại Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chỉ khoảng mấy tháng nữa thôi là huyện An Dương sẽ lên quận và giá đất sẽ tăng lên. Căn nhà này nằm tại vị trí Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, vô cùng thuận tiện nếu quý cô chú anh chị các bạn đang làm việc tại khu công nghiệp Nomura hoặc khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng. Từ vị trí căn nhà đến nhà máy LD khu công nghiệp Tràng Duệ chỉ tầm 5 đến 7 phút, vô cùng thuận tiện. Đến khu công nghiệp Nomura cũng tầm từ 7 đến 9 phút. Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, bao gồm có 2 phòng ngủ riêng biệt, 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 1 khu phơi đồ giặt giũ và đặc biệt có 1 kho chứa đồ ở trên phòng vệ sinh. Như vậy quý cô chú anh chị các bạn khi về đây ở thì vô cùng thuận tiện. Nếu gia đình là 2 bố mẹ và 2 con thì quá tuyệt vời. Vừa đi làm thuận tiện, việc đưa đón con đi học cũng rất thuận tiện vì ủy ban, trạm xá, trường cấp 1, cấp 2, mẫu giáo ở ngay đó cách chỉ có 1km thôi. Khi check quy hoạch thì vị trí căn nhà nằm ở trong quy hoạch là đất ở đô thị và ngay bên cạnh đó chỉ tầm 1km là sẽ có 2 con đường mở rộng. Một con đường mở rộng thông thẳng đến khu công nghiệp Tràng Duệ và một con đường trục to nối từ quận An Dương sang tới huyện An Lão sau này. Check quy hoạch có thể thấy ngôi nhà nằm trong khu vực đất đã quy hoạch là đất ở đô thị mãi mãi và rất tiềm năng vì sẽ là trục giao của 2 con đường mở rộng. Khi mà lên quận An Dương thì tất cả các dự án này sẽ được triển khai. Vậy quý cô chú anh chị các bạn có thể thấy được tiềm năng của căn nhà, vị trí căn nhà và có thể an tâm định cư ở đây lâu dài. Quý cô chú anh chị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại ở trên video để sớm sở hữu căn nhà này ngay. Vì vị trí đắc địa như thế này rất là hiếm mà lại mặt đường nữa, hai ô tô tránh nhau, không lo ngập lụt. Quý cô chú anh chị các bạn quan tâm hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại ở trên video. Mong sớm gặp lại quý cô chú anh chị các bạn. Chúc quý cô chú anh chị các bạn ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn.